Chào các bạn trong phòng video hôm nay thầy tiếp tục hướng dẫn chương trình hóa học lớp 11 sách mới và chương 6 hợp chất caponin, carboxylic acid và chương đề hôm nay thầy hướng dẫn chúng ta đó là bài tập về phương trắng gương, phương trắng bạc. Thì hôm nay thầy sẽ hướng dẫn cái dạng bài tập này. Nha. Thì đây là cuốn tài liệu của chương 6 thầy sẽ hướng dẫn một số cái cái bài tập trong đây nha, bài tập phương trắng gương. Thì có dẫn sẵn cái phương pháp giải nhưng thầy sẽ hướng dẫn lại chúng ta. Thì trước khi hướng dẫn một số bài tập của cái chương đề hai, phương trắng bạc, phương trắng gương thì thầy cùng giới thiệu một số tài liệu để chúng ta nắm đây là cuốn tài liệu của chương sáu à, được in ra từ cái pha đề nha có sẵn tấm tắt lý thuyết à, có sẵn cái à, bài tập tự lượng bài tập trách nhiệm chúng ta à, đây là chương chương năm nè chương sáu nè chương năm nè chương bốn nè chương ba cái này là pha đề không đó nghe chương hai chương một thì mỗi chương thì chúng ta sẽ nhận một cái cuốn tài liệu như thế này à, mỗi chương chúng ta sẽ nhận một cuốn tài liệu À, được uh, in ra từ cái pha đề à, được in ra từ pha đề à, đây thầy giới thiệu nè để lên lớp 12 em nào có có nhận thì chúng ta liên hệ chúng ta nhận in ra từ pha đề có nghĩa là mỗi chương thì sẽ gửi chúng ta một cái pha đề và pha đáp án à, pha đề và pha đáp án đây là pha đề nè có sẵn tóm tắt lý thuyết chúng ta nghe bài tập tự luận và tập trắc nghiệm có đầy đủ chúng ta hết à, và đây là pha đáp án nè À, bài giải chúng ta để chúng ta in ra à, có thể chúng ta in file đề thôi bài bài giải chúng ta khỏi khỏi in à, và lên lớp 12 thầy cũng thực hiện như thế này à, em nào có tinh thần mà tự học nha tự học à, đặc biệt là được thầy trợ giúp ngay là chúng ta nhận tài liệu về chúng ta tự học xem video của thầy à, và chúng ta được trợ giúp khi chúng ta gặp khó khăn gì đó thì thầy giúp đỡ rồi trở lại vấn đề hôm nay thầy sẽ hướng dẫn chúng ta và tập phấn chân gương hay là phấn chân bạc thì đã có sẵn rồi nhưng mà thầy sẽ hướng dẫn chúng ta để chúng ta dễ hiểu hơn rồi về tập phấn chân chân gương phấn chân bạc thì chúng ta lưu ý cái gì thứ nhất là chúng ta nắm cái phương trình nè. cái phương trình tổng quát phương trình tổng quát đối với một cái anđehit uh, n chức đó là r c -H o n chức nè. Vậy là phương trắng bạc là cộng với AG NH3 hai lần tất cả OH thì sẽ tạo thành là AgCOO NH4. Thực ra phương trình có sẵn trong đây chúng ta nè, chúng ta nắm thôi. Đó. Tất cả N lần cộng AG cộng NH3 và cộng nước <laughs> rồi ở đây chúng ta cân bằng ở đây n nha, thì ở đây là hai n ở đây là hai n kết tổ bạc ở đây là ba n và ở đây là một n thì đây là phương trình tổng quát của một cái anh hít n chức cứ có nghĩa là một chức thì sẽ tạo là hai bạc hai chức là tạo bốn bạc ba chức tạo sáu bạc nó như thế nha. bây giờ đối với anh hít đơn chức nè đơn chức đơn chức là rcho thì lúc này cũng giống với trang thôi đó là cộng R nh3 hai lần tất cả oh rồi vậy tạo thành là rcoo nh4 à, cộng hai bạc có nghĩa là một chức là hai bạc cái tổ và cộng nh3 cộng nước à, thì cân bằng là các bạn có thể dễ nhớ là một hai một hai ba một nói như thế còn khi làm bài tập thì chúng ta cứ uh, cứ nắm đơn giản đó là một nhóm anh ấy hit tạo hai bạc được hoặc là đối với anh ấy uh, formic uh, formic anh ấy hit đó là hco -H uh, cũng cộng này luôn n h3 hai lần tất cả oh vậy tạo thành là nh4 hai lần co3 cái phương trình này bên phần lý thuyết thầy có hướng dẫn rồi nha tại sao nó ra cái này thì đã hướng dẫn rồi cộng là bạc cũng cộng nh3 cũng cộng nước như lúc này chúng ta gấp đôi lên thôi chỗ này là thành 4 nè à, chỗ này thì chắc này thành này chỗ này thành 4 nè này thành 6 nè, cái này là 2 nè. Đó. Thì từ phương trình này chúng ta lưu ý như này. Lưu ý là cứ một nhóm anh đề hit thì sẽ tạo là hai bạc để chúng ta làm nhanh. Một nhóm anh hit tạo hai bạc ha. À. Và anh hit formit thực ra anh formit trong phần cấu tạo nó là bốn bạc đó, cái này thầy hướng dẫn rồi ha. À. sẽ tạo là nên anh hit trong phần cấu tạo nó có hai nhóm anh hit nha. Nó sẽ tạo là bốn bạc. Gồm cái lưu ý nữa, khi mà chúng ta người ta cho một anh hit nha. Một anh hit. Một anh hit mà đơn chức. Đơn chức. Mà chúng ta tính mon mon bạc. Chúng ta chia có mon anh hit mà bằng 4 à, thì chúng ta suy ra nó là anhit formit hoặc à, bây giờ bỏ chữ đơn chức đi anh hết nha một anh hết nha mình nói đơn chức quá dễ một anh hết mà nếu chúng ta tính môn bạc chia môn anh hết bằng 4 thì có thể hoặc là anh hết hoặc là anh hết hoặc là anh hết hai chức hai chức ha à, thì nó bằng 4. À. còn nếu người ta cho hỗn hợp hỗn hợp hai anh hít nghe hỗn hợp hai anh hít. nếu họ cho hỗn hợp anh hit đơn chức đơn chức nghe đơn chức mà nếu chúng ta tính mon bạc chia cho mon anh hít, mà lớn hơn hai thì làm gì làm chắc chắn trong đây chúng ta suy ra là phải có HCO tại nếu hai thằng mà đơn chức hết à, tỷ lệ nó luôn luôn là một 2 à, mà nếu lớn hơn 2, thì chắc chắn phải có hình formix rồi bây giờ chúng ta bắt tay vào chúng ta vận dụng như mấy cái, cái, công thức cái mẹo này thầy chỉ nha thì đây có sẵn đây nè rồi một số cái câu bài tập để chúng ta làm nhanh theo đầu tiên xin sẽ làm một số bài tập dễ chứ nha khối lượng bạc thu được khi cho 0,1 mol sẽ ba sẽ gom thì thằng này cứ tạo ra hai bạc có một nhóm nó hết tạo hai bạc không thích một vì tạo ra là không thích hai không thích một không có hai vậy là không x hai nhân một tám sẽ ra đáp án thôi đó rất là dễ hai một sáu rồi câu a rồi tiếp tục là Romanan Romanan chính là C2H5, 3C c hai h năm ba c đó o thì thằng này tất chắn bạc cũng tạo hai bạc thôi à. vậy mon của nó là à... thầy cộng nghe 29 cái này 29 luôn 58 11,6 chia 58 bằng 0,2 vậy tạo 0,4 ta hỏi bạc bao nhiêu à, có lượng bạc bao nhiêu 0,4 vậy là 0,4 x 108 thì sẽ bằng 43,2 vậy là câu B thì sẽ làm một số câu đây nghe sẽ có một số câu khó nha mấy câu dễ trước đi rồi 3 gam formic and hit vậy là hấp HCO, HCO chắc chắn tạo là 4 bạc nha. Chúng ta thuộc chỗ này thôi. Vậy là 3 g. 3 chia cho 30 là 0,1, vậy là 0,4. Vậy là 0,4 giống như trên này, 0,4 nhân 108 là 43,2 Câu B. Rồi bây giờ có một số câu làm nhanh khỏe như thế này thôi. Bây giờ thầy lựa một số câu khó khó hơn tí xíu nha. Rồi chẳng hạn như câu câu 11 đi. Câu 11 nè à. câu 11 người ta cho hỗn hợp là etanan và robanan etanan là ch3 cho 2 c đó robanan là c2h5 cho thì hỗn hợp hai đứa này thằng này chắc chắn là tạo là hai bạc cái này cũng tạo là hai bạc và thu được muối à, muối ammonium à, cái này chữa chỉnh nha muối ammonium đó là muối ch 3 coonh NH4 Còn muối dưới đây là muối C2H5COO coonh 4 Rồi đề bài người ta kêu tính khối lượng hỗn hợp của hai, hai chất này Bao nhiêu gram Rồi vậy thì thầy đặt ở đây X, ở đây Y nha Vậy chúng ta sẽ được là 2X cộng 2Y bằng mệnh bạc nè 2X cộng 2Y bằng mệnh bạc 43 phát2 18 43 phát2 chia 108 mà không mất tư 0 phát4 yeah. đó rồi chúng ta tính theo khối lượng muối muối amonium 17ết 5g rồi chúng ta cộng hai này lại bằng 17,5 ít thằng này cũng ít luôn Vậy là thầy cộng cái này coi 18 cộng cho 59 77 à yeah.

Đó nó cũng cũng khá dễ nha Rồi thầy làm tiếp uh, câu 12 chẳng hạn. Câu 12. Áp dụng công thức nãy nè. Người ta cho 0.1 mol hỗn hợp no hỗn hợp 2 này anhidro no đơn chức nãy nè. Thu được mol bạc. Người ta hỏi anhidro là cái gì? Vậy là mol bạc có bao nhiêu? Uh, 32/4 chúng ta chia cho 108 sẽ bằng 0.3. 0.3 này. Rồi lập tỷ lệ là mon bạc nè Trên mon anhit nè Vậy thì sẽ bằng là 0.3 chia 0.1 Bằng 3 Vì bằng 3 nó sẽ lớn hơn 2 Hồi nãy tôi nói rồi hỗn hợp 2 anhit no đơn chức à, No đơn chức mà hai thằng nữa Mà lớn 2 thì chắc chắn chúng ta phải có là HCHO à, Làm gì làm phải có HCO Vậy mà có HCO rồi Người ta nói kế tiếp nhau Vậy bắt buộc cái thằng tiếp theo nó phải là CH3, CHO hai thằng liên tiếp nhau. Vậy là HCO và CH3, CHO thì câu về. À đó là như thế nha, đó là cách chúng ta làm. Rồi thầy cho làm một số câu nữa. Rồi câu câu 18 đi. À câu 18 thế hạn. Rồi câu 18. Oxy quá 0.2 mol hỗn hợp ít hỗn ít gồm hai con. À thì khi oxy hóa bởi CO á, thì mon ancon à, mon ancon alcohol á mon ancon nó bằng cái mon hết tức là 11 hết à, bằng cái mon hết vậy là sẽ bằng là 0,2. bây giờ mon bạc ở đây chúng ta tính của mon bạc bao nhiêu 54 chia 108 bằng 0,5 à, 0,5 vậy chúng ta lập tới lại mon của Môn bạc trên môn của anhydride vậy là bằng 0.5 chia 0.2 vậy nó bằng 2.5. 2.5 này lớn 2, vậy silica hỗn hợp này chắc chắn phải có anhydride formic ha à, kế tiếp nhau, vậy là phải là anhydride formic và anhydride acetic giống như hồi nãy thôi. Đó. Bây nhưng mà đề bài này người ta cho khó hơn tí xíu. Đó là người ta kêu tính cái hỗn hợp anh coi ban đầu. À, chúng ta lập anh Hiết thôi. Gọi đây X. Gọi đây Y. Rồi bây giờ chúng ta lập theo anh Hiết. Chúng ta sẽ được là X cộng Y thì sẽ bằng là 0,2. Trắng bạc tạo 4 bạc nè. Vậy là 4X. Thằng này trắng bạc tạo 2 bạc nè. 2Y sẽ bằng 0,5. Rồi giải hại ra X bằng Y bằng. Đó làm nhanh gọn lẹ nha 1 1 0,2 4 2 0,5 rồi x bằng 0,05 0, y bằng 0,15 Đề bài người ta kêu tính hai anh con. Vì hai anh con tương ứng với hàng này, nó sẽ là anh con CH3 OH a à, ch và C2H5 OH bệ đơn chức cùng số C nhau thôi Vậy là thằng này là 0.05 nè này. Thằng này là 0.15 nè Chúng ta cộng này lại Vậy là 0.05 x 32 M mà lớn là 32 0.05 x 32 Cộng cho này là 46 0.15 x 46 Sẽ bằng 8.5 gram Rồi cô B Để cho làm cô B nha Rồi bây giờ thầy chọn thêm một câu nữa Câu uh, Câu 21 đi Câu 21 à, Câu 21 có hiệu sức chúng ta tự làm thì cũng dễ à, để lựa cái câu uh, một câu <laughs> rồi để thầy lựa thêm một câu nữa câu 22 đi câu 22 nè có hỗn hợp nè hỗn hợp người ta cho 4,6 gam à, một alcohol No đơn chất phản ứng với co đun nóng thu được 6,4 gram hỗn hợp. Mấy này. Rồi ở đây thì hỗn hợp gồm là có anh Hít, nước và anh Con Dư. À. Sau đó cho toàn bộ cái hỗn hợp X này thực hiện phương chất bạc. À. Thì người ta hỏi thu được bao nhiêu gam bạc. Đây là cái đề bài thôi. Thì thầy lưu ý là cái câu 22. Chúng ta phải nắm lại cái phản ứng tác dụng co Bài này thầy có dạy rồi tính chất hóa uh, học đó đó vậy là RCH2OH cộng với COO à, phản ứng với COO á thì thằng CO này không phản ứng với ai hết CO không phản ứng với ai hết oxy này, này, sẽ lấy hai cái nước Ê, nó sẽ lấy hai cái H để tạo nước nó lấy một cái H của nhóm OH và một H cái bên vậy đây tạo thành là RCHO à, thì đây bản chất nó như thế rồi người ta nói là 4,6 gram hỗn hợp anh con à, 4,6 gram anh con Thì thu được là 4,6 gram hỗn hợp Gồm uh, anh hít nước và anh con dư à. Vì ở đây chúng ta thấy rõ ràng nó tăng lên là 4,6 sang 6,2 thì nó tăng vô đâu à, nếu chúng ta bỏ ra cu chúng ta không xét cu ở đây cu ở đây cu nè là coi như cu CO không thay đổi vậy nó tăng lên là do oxy được chưa? Nó chui vô đây. À. Chúng ta lưu ý cho đó. Oxy nó chui vô đây nè. Để lấy nước nè. Nè nước ta tính luôn không hợp luôn. Vì lúc này M oxy à, nó sẽ bằng là 6,2 chúng ta trừ cho 4,6 chúng ta tính số mol luôn đi mol luôn à, chúng ta chia cho 16 thì sẽ ra được mol của nguyên tử oxy à, Nguyên tử nè 6 phết 2 Trừ 4 6 Chia 16 Vậy là bằng 0 phết 1 Mol nguyên tử oxy này chính bằng mol CO Vậy là nó bằng hết à, Vậy là bằng mol là Alcohol Phản ứng nha Vậy nó bằng luôn là Mol anhit Đó Nó bằng hết rồi nhiệm vụ tới đây chúng ta tìm à, chúng ta tìm coi cái mon cái anh hit hay là khác là cái anh con trong đây là cái gì à, bây giờ có hai cách làm nghe cách một à, cách một ta làm như thế này <laughs> cách màu làm nhanh hơn nghe bây giờ chúng ta có mon của alcohol mon alcohol phản ứng á, nó sẽ bằng 0.1 được okay. chưa? Mon anh phản ứng bằng 0 hết 1. Vậy là Siga mon Ancon ban đầu á an ban đầu nó sẽ lớn không hết một tại sao biết lớn 0,1? một tại vì nó phản ứng nó vẫn còn dư à, người ta nói là có lượng an dư à, vậy là nó dư, dư nhiên không biết mà phản ứng không hết một mà có dư nữa như Siga mon con ban đầu nó phải lớn 0,1 một được rồi từ đây chúng ta suy được là m lớn của ancol ancol chúng ta lấy khối lượng ban đầu nè chúng ta chia mol ban đầu lấy à, khối lượng ban đầu là 4,6 nè chia cho mol ban đầu à, mol đầu là lớn hơn 0,1 à, một số mà chúng ta chia lớn hơn 0,1 thì số này phải nhỏ hơn được chưa đó vậy là 4,6 chia 0,1 vậy là 46 vậy là khối lượng m lớn của ancol nó phải nhỏ 46 nhỏ hơn 46 nha nhỏ hơn 46 mà ancol hon nhỏ 46 chỉ có một anh con duy nhất thôi vì si ra nó là ch3oh tại chỉ có một anh con đơn chức này thỏa mãn thôi sẽ bao oh vì nó là M mà lớn là 32 nè nhỏ hơn 46 rồi mà đề bài người ta cho một cái ancol hon nữa à, vì chỉ có duy nhất này thôi à. Rồi bây giờ người ta hỏi trắng bạc bao nhiêu à. Vậy là thằng này tạo ra anh hit đó là HCHO à. Vậy là thằng này trắng bạc tạo 4 bạc 4 bạc nha Bây giờ mon ancon à, Mon ancon phản ứng Là 0.1 Tạo ra hit là 0.1 Vậy này tạo ra 0.4 Vậy đề bài người ta hỏi khối lượng bạc bao nhiêu Vậy là 0.4 nhân cho 108 sẽ bằng là 43,2 43,2 gram đó là đáp án câu câu B rồi cách 2 cách 2 làm dạy dòng hơn tí xíu rồi cách 2 nè cách này thì từ đây chúng ta suy ra được ngắn gọn nha cách 2 chúng ta lập theo 6,2 gram nha bây giờ nè 6,2 gram người ta nói đề bàn ta nói nè 6,2 2 hỗn hợp gồm anđehit, nước và con dư. À gồm m của hết nè. m nước nè. cộng m của ancol ancol dư. Rồi bây giờ chúng ta thế vào nè. Vậy 6.2 sẽ bằng m anđehit a m anđehit đây đều là 01 hết nha. Thằng này 01 thì điền vào 01. Này cũng 01 luôn. Để cho tất cả đều 01 hết. Vậy là M hit sẽ bằng là 0.1 nhân cho M lớn ancol. À chính là M lớn á. Nó đi lấy đi hai cái H đi qua đây. À vậy là sẽ là M lớn của ancol trừ đi 2. À sẽ được M lớn anh hit. Rồi, cộng nước, nước là 0.1 nhân cho 18 cộng cho alcohol dư alcohol dư là lấy ban đầu trừ cho phản ứng ban đầu sẽ là 4,6 chúng ta chia cho M M lớn của alcohol nè gọi lại M luôn chúng ta trừ cho phản ứng trừ cho 0,1 được chưa cái đây chính là mon mon dư nè mon ban đầu trừ mon phản ứng được mon dư lấy mon dư nhân cho M lớn của alcohol là M rồi chúng ta bấm cái biểu thức này ra Nó hơi khó hiểu tí xíu nha nó lại nè M mà lớn M này hết mà mà nhỏ Nhưng mà lớn nè Khối lượng mà số mol mà lớn M mà lớn Anh này hết chính là bằng mà lớn anh có horn Thì anh có horn đi Anh Có hon Trừ đi 2 Tại đi lấy 2H đó Cái này là của mà lớn anh có horn Anh có horn đó. Rồi từ biểu thức này chúng ta bấm ship show ra được M lớn của alcohol bằng rồi tới đây chúng ta biểu thức này chúng ta bấm ship Show nghe được M em mà lớn alcohol 32 nghe do quay về, quay tới đây thầy hết dung lượng nên nó tắt thầy không hay rồi em mà lớn 32 thì chúng ta kết luận là ch 3 h nó giống như thịt trên đây thôi và anh hít tương ứng đó là HCO và tạo bốn bạc thì chúng ta sẽ tính được khối lượng là 43.2 giống như cách trên đây thì đây là hai cách để chúng ta xác định được cái đáp án của cái bài này nha rồi thầy kết thúc video này tại đây nha